Uyên Linh xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả của anh Đàm Minh Hưng và tất cả những quý vị đang quan tâm tới live show Ngày Em Thắp Sao Trời của anh Đàm Minh Hưng. Linh rất vui khi lần này sẽ được quay trở lại cùng với anh Hưng trong dự án âm nhạc của anh ấy, và cảm thấy rất là tự hào khi mà mình không chỉ hợp tác với anh Hưng một lần mà còn lần sau đó. Lần này quay trở lại thì cái cảm giác nó đã đậm đà hơn. Anh em mà đôi bên đã hiểu cái cách làm việc và biết nhau được hơn đôi chút, cũng như là nếu chỉ nói về bài hát thì bài hát đã ngấm vào người mình hơn, cho nên chắc chắn quý vị sẽ cảm thấy được cái sự ăn rơ giữa những người ca sĩ với nhau. Dạ thì live show ban đầu thì diễn ra vào ngày 8 tháng 3, nhưng có một chút sự cố xảy ra thì chị Linh có phải khó khăn trong việc sắp xếp lịch trình để mà tham gia, vẫn tiếp tục nhận lời tham gia không không ạ? Linh nghĩ là khi mà một cái chương trình lớn mà phải dời ngày, đó là một cái sự rất là khó khăn đối với toàn bộ ekip. Đối với khách mời thì có thể người này người kia, cái lịch của họ vô tình không còn trống nữa. Nhưng với Linh thì người chơi hệ tâm linh thì Linh thấy hình như Linh với anh Hưng hợp nhau, cho nên là anh Hưng dời ngày thì cả hai ngày đó Linh đều đang trống lịch và Linh rất là vui. Vậy là ngoài cái tiết mục song ca với Hưng thì chị tập luyện cái tiết mục mới như thế nào, và khi anh Hưng giao cái bài hát đó thì chị thấy như thế nào? Lần này khi mà quay trở lại cùng với live show Ngày Em Thắp Sao Trời của anh Đàm Vĩnh Hưng thì ngoài ca khúc, ngoài mashup Mưa Nửa Đêm Ngoài Phố rất là đặc sắc mà anh Hưng đã dày công sắp xếp những ca khúc lại với nhau, thì anh Hưng còn giao cho Linh thêm một bài đó mà Linh xin phép tạm gọi là giữ bí mật. Thế nhưng mà đối với Linh thì đây sẽ là một cái thử thách mới. Đây sẽ là một bài hát mà Linh nghĩ là rất nhiều quý vị đã biết rồi, nhưng sẽ phải có lý do khi mà anh Đàm Vĩnh Hưng đề nghị Linh hát bài này. Nói là giao cho là giống như là mình nói chuyện thân mật, nhưng ý là anh trong một số những cái bài hát list đưa ra thì anh Hưng đề nghị Linh hát bài này, thử sức với bài này. Và khi mà càng tập cái bài hát, càng dựng bài, trong quá trình dựng bài thì mình rất là xúc động, và càng tập thì Linh càng cảm thấy đây sẽ là một cái thử thách mới, và nếu mà chinh phục được thử thách này thì Linh một lần nữa sẽ phải cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng rất nhiều, bởi vì đã khiến cho Linh tự tin hơn, khám phá những cái mà mình chưa từng làm. Thì chị nói một chi tiết là chị xúc động á, thì nó có một cái câu chuyện riêng hay là nó chỉ đơn giản là cảm xúc của chị thôi? Linh không biết những ca sĩ khác thì như thế nào, nhưng mà Linh nghĩ chắc là có hai kiểu. Thứ nhất là khi mình hát, khi mình trình diễn, đại khái là khi mình thổ lộ tâm tình qua âm nhạc á, thì sẽ có ít nhiều gợi nhớ đến trải nghiệm riêng của người nghệ sĩ đó, đại khái là kỷ niệm. Thứ hai là một dạng nghệ sĩ hóa thân mình vào mọi cái nỗi đau hay là nỗi buồn của người khác để mình đặt mình vào cái hoàn cảnh của họ, cái gọi là đi trong đôi giày của người khác để họ, để biết họ cảm thấy như thế nào. Thì Linh lúc này lúc nọ, có lúc thì Linh hát Linh thấy nó liên hệ trực tiếp tới những cái kỷ niệm cũ của mình, nhưng cũng có những cái tình huống và những cái cảm xúc mà Linh chưa có trải qua, thì Linh muốn đặt mình vào trong cái hoàn cảnh đó để nếu mình là như vậy mình sẽ đau hay mình sẽ vui hay mình sẽ như thế nào. Nói một chút về anh Đàm Vĩnh Hưng đi, thì rõ ràng lần này thì hai anh em chắc phải thân lắm rồi, thì bây giờ chị thấy anh Hưng như thế nào, có một cái mặt khác gì mà chị mới khám phá ra không? Linh này trước đây á, thỉnh thoảng đi diễn xong rồi đêm về, sau cái đêm diễn thì cũng có đi ăn với anh Đàm Vĩnh Hưng, tất nhiên là không phải là hai anh em riêng mà là rất là đông nghệ sĩ. Xong rồi trong đó thì có anh Đàm Vĩnh Hưng, thì anh Hưng luôn luôn là nam vương bàn tiệc, tức là ở đâu anh Hưng cũng rất là nổi bật, và những cái câu chuyện mà anh kể rất là cuốn hút. Thì từ những cái ngày như vậy, Linh đã cảm nhận là anh Hưng là một người rất là vui vẻ, và anh ấy sẽ đem cái năng lượng tích cực lại cho mọi người xung quanh. Điều đó chứng tỏ qua cái điều là mọi người nhìn thấy anh Hưng đi tới đâu cũng có người này người kia chào đón, rất nhiều người chào đón, có thể nói là tiền hô hậu ủng hả, mình có thể dùng cái từ đó. Đó là cá nhân Linh thấy, mà Linh nghĩ là đó là cái điều kiện cần của một người
làm ngôi sao, đó là lan tỏa cái năng lượng tích cực tới thật nhiều người, và đồng thời nhận lại nhiều sự yêu mến, sự ủng hộ, sự giúp đỡ của nhiều người. Và cái năng lượng nó rất là đặc biệt, không phải là ai cũng mang trong mình đâu. Có những người có thể rất là tài năng, nhưng mà vì một lý do nào đó họ không đem lại được cho người khác cái sự cảm nhận và cái năng lượng như vậy. Thì đó là cái điểm rất rất là đặc biệt mà Linh cảm nhận ở anh Hưng. Điểm thứ hai là khi mà đã biết nhau nhiều hơn, thân nhiều hơn, thì Linh cảm giác như là nếu như mình có một người anh trai giống như thế này thì mình sẽ rất là hạnh phúc. Bởi vì anh ấy đã là một người dày dặn kinh nghiệm và trải qua nhiều việc. Nhìn ở bề ngoài vậy thôi, nhưng chắc chắn là có những điều nó không xứng ý toại lòng chẳng hạn. Thì chính những cái như vậy sẽ khiến cho một người anh có thể đưa ra những lời khuyên cho các em của mình, hoặc là có một cái sự bảo ban, dạy dỗ cho kinh nghiệm. Linh nghĩ là nếu Linh có một người anh như anh Đàm Vĩnh Hưng thì Linh sẽ rất là hạnh phúc và chắc là sẽ rất là sướng. Linh được cái là ít khi kể nội tình, ít khi kể chuyện nội bộ, thành ra là nhớ thì mình để ở bên trong thôi chứ mình không có thích đi kể ra ngoài. Nhưng mà một trong những lý do Linh nhận lời ngay lập tức khi mà anh Hưng về ekip ngỏ lời là sẽ làm live show Ngày Em Thắp Sao Trời, một trong những lý do Linh nhận lời ngay lập tức đó là mỗi lần live show của anh Hưng, mình sẽ luôn luôn học được một điều gì đó. Mình sẽ tùy vào cái sự quan sát của mình, nếu mình dành thời gian quan sát ít nhiều, mình vẫn có thể học được cái gì đó. Thì Linh cũng đang ở trong một cái giai đoạn sự nghiệp mà Linh nghĩ là cần phải học hỏi từ những người đi trước, và đặc biệt là những người giỏi, những người đã rất nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng như anh Đàm Vĩnh Hưng. Thì quay trở lại live show lần này, Linh hy vọng rằng ngoài những cái gọi là standard, những cái mà tiêu chuẩn của anh Hưng mà mọi người trước nay đều đã biết rồi, thì lần này mọi người sẽ cảm nhận được thật nhiều hơn về mặt âm nhạc cũng như là mặt biên tập. Bởi vì trước giờ Linh nghĩ á là anh Hưng chắc là có ai ở đằng sau lưng giúp đỡ cho anh ấy về mặt âm nhạc, giống như Linh cũng phải có bạn bè, rồi có những người anh chọn bài cho, phối bài cho, rồi biên tập cho, ví dụ thế. Linh nghĩ anh Hưng cũng vậy. Nhưng mà khi mà làm việc rồi thì Linh mới thấy là hầu hết là anh Hưng tự biên tập bài vở lên list. Mà cái thư viện âm nhạc của anh Hưng nó rất là dày, nó rất là nhiều. Thì đó lại cũng lại là một cái điều mà mình cần phải học hỏi từ anh Hưng. Cho nên là nếu có những live show tiếp theo, chắc anh Hưng không cần mời, Linh sẽ xin cho vô làm thư ký. Thì ấy là chị đó, chị thấy cái cách mà anh tự cắt ghép rồi anh tự làm cái list bài hát của anh, thấy chị thấy làm sao chị? Thấy thường quá. Thấy cắt ghép bằng giấy xong rồi ngồi gạch. Cái tờ của Linh đó, hồi xưa là còn gạch gì nè, chỉ rõ chỗ nào. Rồi thí dụ cái Linh hát sai cái nốt nào đó, ảnh vẫn để cho Linh hát đã, xong rồi từ từ ảnh mới chỉ lại sau. Cũng nói chung cũng dễ hiểu, tại vì đây là cái bài song ca lần này, thì nó cũng không phải là thể loại nhạc mà sở trường của Linh, cho nên Linh sẽ phải trao đổi với anh Hưng thêm nữa khá là nhiều, cũng như là lúc nào có thời giờ hoặc anh Hưng khỏe lại, Linh sẽ hỏi thăm về cái trao đổi thêm với anh Hưng về cái thư viện nhạc của anh ấy. Linh nghĩ rất là đáng để mình gọi là gì ta, nghiên cứu hả, để làm dày thêm kiến thức âm nhạc cho mình á. Và mọi người ơi, mọi người còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay đặt vé Ngày Em Thắp Sao Trời của anh Đàm Vĩnh Hưng 4 tháng 5 ở Sài Gòn, sau đó là 18 tháng 5 ở Hà Nội, thì Linh đều có mặt. Linh sẽ có mặt trong cả hai đêm với những giọng ca như là Trung Quân, Trúc Nhân, anh Dương Triệu Vũ, Yến Linh, và đặc biệt đó là chị Mỹ Tâm. Hãy mong chờ, hãy chờ đó một bữa tiệc âm nhạc thật là thịnh soạn hết.